Thưa toàn thể quý vị và đón tiếp chương trình, Linh xin được mời quý vị cùng đến với một sáng tác của tác giả Trần Nam Vân. Bài hát được mang tên Đưa Anh Qua Bến Ninh Kiều. Và với bài hát này, xin mời quý vị cùng đến với tiếng hát của Ngọc Sâm và xin mời tiếng hát của Hoàng Vũ lên trợ diễn. Thank you.
cuộc sống các anh giản dị bình thường, với đồng đội thì tình xấu nghĩa nặng, với đồng bào thì đức mất yêu thương. Nhưng nếu kẻ thù dám đập đơn quê hương, súng dâm dâm tay mắt người anh, anh lại sông lên quét sạch loài mang gờ, cho sớm tồn mãi mãi sống thăng bình. Dạ xin cảm ơn anh ạ.